Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Linh đây. Hiện giờ mình đang có mặt tại một bến đò ngang. Xin mời tất cả các bạn hãy theo chân mình đi xuống bến đò ngang xem đò ngang hoạt động như thế nào nha. Xin mời tất cả các bạn. Kia các bạn. Thời gian nữa những bánh phà này sẽ không còn nữa các bạn. Đây là những video mà giống như là mình quay lại để mình lưu niệm, để sau này không còn những bánh phà này nữa thì sau này con em chúng ta thì không biết là bánh phà là như thế nào, mình kể cho nó nghe thì giống như là một cái sự trừu tượng nữa các bạn, không biết được đâu. Thì Văn Linh làm ra một cái những cái video clip này, các bạn thấy hay thì cho mình xin một like với một lượt đăng ký kênh ha, để lưu lại những cái kỷ niệm mà thời của mình nó còn những bến phà này, và sau này nữa thì chắc chắn là sẽ không còn nữa các bạn, vì sau này người ta sẽ xây cầu, đất nước mình phát triển rồi, người ta sẽ xây cầu qua những cái con kênh bự như thế này, sẽ không còn những chiến phà ngang nữa. Sau này sẽ không còn những người đỡ phà ở đây nữa các bạn ha. Và chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.